Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai mùa chay. Chúng ta được mời gọi cùng với ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tà Bò để chiêm ngắm việc Chúa biến hình và qua việc Chúa biến hình mỗi người chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng được ơn biến đổi để mùa trai thánh này đem lại ơn ích cho mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phê-rô, và Gio-an lên núi cầu nguyện và đang khi cầu nguyện diệt mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng bỗng có hai vị đàm đạo với người đó là môi sen và elia hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại jerusalem phê rô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho thầy, một cho môi sen và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây bao phủ các ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đề đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng đây là con ta yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Kính thưa Pion ông bà và anh chị em, có một cuốn phim mang tựa đề Mặt nạ kể về câu chuyện một cậu bé tên là Rocky. Cậu bé mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ làm cho khuôn mặt của cậu bị biến dạng những người nhìn thấy cậu thì sợ hãi lánh xa nhiều người tỏ ra khinh miệt và xua đuổi tuy nhiên rocky luôn giữ một thái độ lạc quan chan hòa cởi mở với tất cả mọi người vào một ngày kia rocky cùng với các bạn đi vào trong công viên để vui chơi cả nhóm đã đi vào thăm nhà kiến và mọi người đều ngạc nhiên là bởi vì khuôn mặt của mỗi người khi nhìn vào những tấm kiến đều bị biến dạng riêng đối với rocky thì lại hiện lên một khuôn mặt của một cậu bé vô cùng xinh đẹp Mọi người ồ lên ngạc nhiên là bởi vì lúc ấy tất cả đã khám phá ra khuôn mặt đích thực của Rocky. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên đỉnh núi Tabor, chúng ta cùng với ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được chiêm ngắm Đức Giêsu biến hình. Tuy nhiên, để được lên núi Ta cả ba môn đệ đã phải trải qua một cuộc hành trình leo núi thật vất vả. Là những người làm nghề đánh cá, chắc hẳn rằng hiếm khi và có lẽ có thể là lần đầu tiên các ông đã lên núi. Nếu không có Đức Giêsu đồng hành, biết đâu có những môn đệ đã phải bỏ cuộc. Vì thế khi uh, lên núi thì cả ba đều đã mệt nhọc và ngủ quên. Và một biến cố đã xảy ra, đó là khi Đức Giêsu đang cầu nguyện thì diện mạo người đã biến đổi khác thường, áo người trở nên trắng tinh như tuyết. Bỗng có hai vị hiện ra đảm đạo với người, đó là Môi-se và Elias nhìn thấy cảnh tượng này, phêrô hết sức bàng hoàng ngạc nhiên. ông muốn giữ cho riêng mình về cái biến cố có một không hai này, cho nên ông đã thưa với Chúa Giêsu: Lạy thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi sen và một cho Elia. Nhưng rồi sau đó cả bốn thầy trò đều phải xuống núi. Nếu như con đường đi lên núi vất vả bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, thì con đường xuống núi lại dễ dàng bấy nhiêu. Dễ dàng không phải chỉ vì đường con đường dễ đi, mà vì các tông đồ đã cảm thấy hân hoan phấn khởi là bởi vì các ông đã được nhìn thấy dung nhan đích thật của Đức Giêsu. Nếu chúng ta liên kết tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay và Chúa Nhật thứ hai mùa chay thì chúng ta sẽ thấy có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với mỗi người khi tôi hữu chúng ta. Trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay cả ba năm A, B, C đã tường thuật cho chúng ta về việc Đức Giêsu đã đi vào trong hoang địa Ngài đã ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Và rồi cũng nhờ ăn chay cầu nguyện như thế mà Ngài đã chiến thắng được những cơn cám dỗ của Satan. Sang Chúa Nhật, thứ hai mùa chay cũng ở cả ba năm A, B, C, các thánh sử cũng đều tường thuật về biến cố chứa biến hình. Như thế, có một sự liên kết rất đặc biệt giữa Chủ nhật thứ nhất và Chủ nhật thứ hai. Và sự liên kết này nhắc nhở cho mỗi người tín hữu chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn được biến đổi như Đức Giêsu thì mỗi người chúng ta trong mùa chay này cũng phải gia tăng việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức là bởi vì đây là những phương thế giúp cho chúng ta biến đổi từ một con người tội lỗi trở nên những con người công chính, từ những con người tầm thường trở nên những con người phi thường là bởi vì mỗi người chúng ta khi gia tăng uh, những việc lành phúc đức trong mùa chay thánh này là dịp để chúng ta tiếp xúc với Chúa và với tha nhân mỗi người chúng ta chỉ có thể được biến đổi nếu như chúng ta gặp gỡ chính chúa và cũng qua cái sự biến đổi này chúng ta sẽ nhìn ra nơi tha nhân là những con người có thể nghèo khổ đói rách bần cùng đều là những hình ảnh của chúa chúng ta sẽ lấy lại được cái vẻ đẹp tươi sáng của con người cũng như nhìn thấy một cái thiện cảm nơi anh em tha nhân để rồi tất cả mỗi người chúng ta luôn được đồng hành với chúa trong hành trình của mùa chay và giúp cho mỗi người chúng ta kết thúc trong mùa chay với một tâm tình hân hoan phấn khởi và tươi sáng xin cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta cho quý ông bà và anh chị em trong mùa chay thánh này luôn được ơn biến đổi để mỗi người chúng ta trở nên giống chúa hơn amen